Đây là hình ảnh từ những ngày đầu tiên khi mà chị đến với viện thẩm mỹ Korea. Vòng bụng lúc này phải đến 100 không ạ? Đến không chị? Giới thiệu với các bạn, đây là hình ảnh của khách hàng cung cấp nhé. Từ những ngày đầu đấy ạ, trông rất là mũm mĩm và dễ bé yêu. Em bé yêu đúng không ạ? Đây ạ, đây là những hình ảnh đời thường hết sức là chân thật khi em mà hai mẹ con chị được lưu lại. Lúc này là bé mấy tuổi đây ạ chị? Đây là chị. Lúc này bé 8 tháng. Thì bây giờ chị Dương, gọi chị tên nick name của chị đó. Chị Dương ơi, chị có thể đứng lên cho mọi người cùng trên lượn cái vóc dáng hiện tại của chị nghe được không ạ? Wow. Chị à, chị đứng vào trong cho em một chút. Giới thiệu với mọi người nhé, đây là vóc dáng của bà mẹ sau gần 1 năm làm mắt thêm lipo. Chắc không ai còn nghĩ rằng là đây là bà mẹ sau sinh đúng không ạ? Bởi vì lúc này nhìn chị như là thiếu nữ, như là nữ sinh thôi. Rất là trẻ trung, rất là tươi tắn và sắc phác, phải nói rằng là rất là thon và gọn luôn. Em cũng không nghĩ là nếu thực sự gặp ngoài đời em sẽ không bao giờ em nghĩ chị đã là bà mẹ sau sinh đâu. Thì chị Dương có thể chia sẻ cho khán giả của cô Lê một chút, được biết là trong suốt cái quá trình mà chị thực hiện phương pháp này và đến thời điểm này đây, cái quá trình mà để duy trì vóc dáng của chị diễn ra như thế nào được không ạ? Một năm rồi đấy chị Huyền nhỉ? Chị làm từ đợt trong Tết là trong Tết? Trong Tết là tầm gần năm. Thì trong cả quá trình đấy thì cũng có những lúc chị tăng, nhưng mà chị tăng dao động khoảng tầm 1 cân ký thôi. Các bạn là trong khi mà chị tham gia cái đấy thì chị, cái quá trình đấy làm cho chị hạn chế được phần tinh bột vào và đường. Nên là tức là chị ăn theo được cái chế độ mà không mà chị tham gia của mình. Bây giờ là quen hết rồi đúng không ạ chị? Chế độ và bác sĩ dinh dưỡng đưa ra cho chị. Với mỗi một khách hàng mà khi tham gia vào liệu trình giảm mỡ ở viện thẩm mỹ Korea thì đều được các chuyên gia cũng như bác sĩ hướng dẫn về chế độ, kể cả trong quá trình làm này và sau khi làm sẽ có được những cái chế độ dinh dưỡng làm sao để đảm bảo duy trì cân nặng và vóc dáng, tránh cái trường hợp chúng ta bị tăng cân trở lại. Thì trong suốt cái quãng thời gian gần 1 năm qua như vậy thì tất nhiên có những lúc mình dao động khi Tết nhất, có tiệc tùng này, nhưng mà đến giờ phút này thực sự ra em có rất thật cái thời điểm mà bên viện thẩm mỹ Korea có xin quay feedback của chị. Đến thời điểm này gần như là càng ngày càng có sự thay đổi, chị càng ngày càng trẻ ra đấy, đây nói không phải là nói lịch, nhưng mà thực sự trông chị càng ngày càng trẻ ra và gần như là vóc dáng của chị càng ngày càng mi nhau hơn. Thì áp dụng theo những cái phương pháp của viện thẩm mỹ Korea thì chị còn có thêm cái bí quyết gì nữa không? Thực ra thì chị ăn uống thoải mái lắm, chị cũng không quá cái gì, lại là chị hạn chế được cái phần tinh bột vào bên em làm cho chị. Nhưng mà chị ơi, chị em cắt ngang một chút là khoảng 1 năm khi mà cân nặng của chị này, vóc dáng của chị về còn mi nhon hơn cả thời con gái, thì cuộc sống của chị có thay đổi nhiều không? Như đợt trước em thấy chia sẻ, chị bảo chị rất là mất tự tin này, đến cả những cái gương to ở trong phòng cũng bỏ đi này, trông thì cực kỳ già chị Huyền ạ, trông già lắm rồi. Mọi người toàn gọi là cô. Bây giờ mọi người không nhận ra chị nữa. Bạn bè của chị cũng như là chồng này và các mối quan hệ xung quanh chị từ khi lúc mà chị giảm cân thì có thay đổi nhiều không chị? Tức là mọi thứ nó đều tốt đẹp rất nhiều. Và chị tự tin hơn, chị có thể mặc được những cái bộ đồ mà chị thích mà trước đây chị không nghĩ là chị mặc được. Bây giờ chị tham gia các cái trò chơi với cả đi chơi với gia đình nhiều hơn, bạn bè trong nhiều hơn. Ngày xưa là chị cũng có nói là chị cũng ngại, bởi vì bản thân chị là cái người làm về cái lĩnh vực thời trang, cho nên là với một cái vóc dáng sau sinh như vậy khiến chị hoàn toàn mất đi tất cả những cái sự tự tin. Nhưng bây giờ thì có khi rằng là đi đâu chắc là anh sẽ chủ động đưa chị đi đúng không ạ? Người bây giờ chị cũng gầy hơn cả cái mà chị chưa sinh bé đúng không ạ? Em muốn là chị Dương có thể chia sẻ lại cái câu chuyện mà lúc mà một người bạn đến và có gọi chị là cô ấy, thì hồi đấy thực sự chị rất già chị ạ, đến đây không ai nghĩ là chị. Bây giờ nhá, bình thường chị vẫn trêu mọi người, tức là chị ghép hai cái ảnh mà cái hồi chị chưa làm và đến và cái ảnh đến bây giờ mọi người không nhận ra, bảo đây giống như là mẹ mình, một tay mới là mình. Đúng không? Bây giờ là mình thực tế còn cái hình này là mẹ của mình đúng không? Không tưởng bạn bè chị bảo là thực ra thì không thể tưởng tượng được cái thời điểm chị lại có thể béo và xấu như thế, tức là gần như là mọi người không nghĩ được. Thế có nên cho khán giả theo dõi lại một số cái hình ảnh như vậy cung cấp không nhỉ? Giới thiệu với mọi người, đây là hình ảnh buổi đầu tiên chị vẫn rất là mập cái thời điểm đó, và đến đây gần như là lúc nào chúng cũng trong trang phục rất là rộng, rất là thùng thình, nhưng mà rõ ràng là cái phần bụng gần như là không che được, mặc dù áo rất là rộng, mặt vẫn lộ cái mặt nó to, nó mất hết cả các nét rồi, do mình bị tích mỡ nhiều đấy cho nên mất hết các nét rồi. Và bây giờ là hình ảnh của mới sau có gần 1 năm thôi, bà mẹ gần như là lột xác hoàn toàn nữa. Bây giờ trông chị rất là trẻ trung, năng động và trông thật sự là rất là style luôn, đúng không ạ? Từ thay đổi từ trang phục, từ lột xác, nói chung là bây giờ thì em tin chắc rằng là chị sẽ không bao giờ còn mang cái tâm trạng mặc cảm, không bao giờ còn cảm thấy tự tin và cũng không bao giờ còn cảm thấy ngại khi đi bên cạnh chồng nữa hay là tham dự những bữa tiệc cùng chồng nữa, đúng không ạ?